Sài Gòn. Mình giới thiệu đến em dàn nội địa Sony model BX3. Đó, combo nó thế này, nó cặp loa nó là 595 anh em ạ. Còn cái cục thì là BX3. Đó là đúng cái combo nó về như vậy luôn anh em ạ, không phải là hàng ghép ha. Dàn này thì điểm nhấn là cặp loa. Cặp loa này là bass 14 nè, bằng carbon mình cao su béo nè. Tiếng bass rất là lực ha. Và tép này thì cái họng hỏa tiễn nhìn rất là đẹp luôn. Tiếng chất âm Sony thì không cần phải bàn cãi nhiều, nó rất là hay. Đặc biệt thì Pioneer và Sony là hai thương hiệu rất nổi tiếng trong giới audio ở Việt Nam mà dùng rất là nhiều ha. Cục dàn này thì có dây mã quang anh em ha, optical in nè, rồi có đọc lốt CD luôn. Ngoài ra thì có đường ra để em kết nối số âm ly lớn, biến cái cục dàn này thành chức năng là DAC, biến đổi từ optical sang analog ha. Anh em nào mà hát karaoke thì dùng cục này. Bắt nhạc từ YouTube, TV xuống, đi đường quang và lấy ngõ AV ra để kết nối xuống cam ly hát karaoke rất là chất lượng ha. Chất lượng nó cao hơn các cái cục biến đổi quang của Trung Quốc bây giờ luôn anh em ạ. SC House và chất âm nó rất là mượt mà mềm mại. Rồi thì ngoài ra này có đường analog in cho cục vàng này, để dùng như là cái loa vi tính luôn, rất là tiện lợi ha. Loa này 50W một thùng, một cặp là 100W anh em ạ, chiếm tốt các thể loại nhạc luôn. Những dòng loa nội địa thì cái cụm từ côn nó rất là bự ha. Chất âm rất là lực, size thì nó vừa gọn thôi. Size này cao tầm khoảng 25 và ngang tầm khoảng 60 nè mà. Bài ra cũng rất là phù hợp. Những dàn này thì luôn luôn về thì cái màn hình nó luôn luôn là có thể là lâu lâu nó mất màn, mất nét nè mà. Thì hiện tại nó rất là rõ này. Thì cái nên cái mình trừ hao cho anh em đa số là anh em thợ về dùng thôi. Hoặc là chữa cháy ha. Mình bán lẻ cục dàn hoặc là lẻ cặp loa cũng được hết. Anh em muốn mua option thế nào thì cứ báo mình ha. Loa này thì đa số nó bị decal, nó bị bong bong cái lớp ni lông ở ngoài anh em ha. Đây nó như vậy ha, đó, nó bong bong như đây. Anh em chữa cháy hoặc là dì dán decal lại cũng không ảnh hưởng gì nhiều ha. Loa đẹp góc cạnh anh em ha. Loa này mới in da băng luôn nha anh em. Cả bộ này là da băng hết luôn. Anh em đã chơi những hàng như là 333 hoặc là 373 thì những dòng này cũng tương tự nha. Rất là hay. Loa đẹp góc cạnh nha anh em. Về giá này can lại là mượt luôn. Mình mua cả combo cũng được mà mua lẻ loa lẻ cục mình bán được hết luôn. Anh em cần gì ghép thì cứ nhắn mình ha. Zalo 0981333246. Cứ đăng ký kênh và nhấn nút theo dõi các video mình đăng hàng ngày ha. Mình thấy qua đĩa nha nè. Rồi đĩa bấm nút này. Cái nút function nó nằm bên trong cái nắp gạt này anh em ạ. Nút đầu tiên nè. Anh em chuyển cái chế độ thì gạt cái nút này xuống và cái nắp xuống và nút ở trong nha. Lưới luôn anh ha, mà mình chưa có giặt nha. Này lô hàng mới về mình nhiều quá mình không có dọn kịp, mình cứ bán như vậy đi, mình giặt ra nó sẽ đẹp thôi ha. Đơn giản. Bát nó rất là đầy anh ha. Cái loa thiết kế bát bằng carbon và viền cao su béo này, tiếng bát rất là đầy. Đặc biệt cục vàng này đánh STK này, rất là dễ ghép loa ha. Anh em kéo loa bát từ 20 đến lên tới xuống rất là hay luôn. Rất là hay. Trời đổ mưa. Đó rồi, anh em nào mua cứ vui lòng liên hệ mình, gọi điện hoặc là nhắn Zalo thì ok hết nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại.